đây là Phi Sơn. Trong một thế trận không có quá nhiều sức ép và lại được thi đấu hơn người như thế này thì có lẽ là thích hợp để cho Phi Sơn có thể vào sân để chơi bóng, tìm lại cảm giác bóng. Phi Sơn đã phải nghỉ thi đấu một quãng thời gian rất dài. Hữu Tuấn, Hoàng Tiên rất nhịp nhàng, chưa thể tung ra quả tạt vào phía trong. Hoàng Tiên rất trông chạy, cơ vào, bóng đá đi trên cột dọc. Pedro Paulo vẫn đang là Paulo, cơ hội, tỷ số là 1-0. Người ghi bàn là Pedro Paulo. Hàng thủ của đội chủ nhà đã mất tập trung. Bàn thắng thứ 12 của Pedro Paulo ở mùa giải năm nay. Cơ hội có thể coi là duy nhất trong trận đấu tính đến thời điểm này thì Pedro Paulo đã tận dụng rất tốt. Thanh thắng đã bị đánh bại. Hàng thủ của đội chủ nhà đã mất tập trung. Pedro Paulo thoát xuống rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại thiếu này. Có 4 cái bóng áo đỏ đã để cho Pedro Paulo vượt qua. Sau đó là một cú dứt điểm rất căng. Có vẻ như tình huống thay người của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà mất tập trung. Đây đã là bàn thắng thứ 12 của Pedro Paulo ở mùa giải năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến sẽ cực kỳ hấp dẫn. Có thể câu lạc bộ Sài Gòn sẽ chơi phòng ngự triệt để bảo toàn lợi thế 1-0. Và liệu chúng ta cùng chờ xem là Thành phố Hồ Chí Minh có thể tận dụng được lợi thế hơn người để có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay hay không. Ít phút trước đó thì trung vệ Hữu Tuấn thường xuyên dâng lên rất cao. Không có nhiều bóng trong trận đấu ngày hôm nay, Pedro Paulo cuối cùng cũng vẫn biết cách thể hiện giá trị của mình. Cự ly của quả đá phạt là hơn 30m, rất xa. Nhưng Đỗ Văn Thuận sẽ sút rất căng, rất nguy hiểm, 2-1, tuyệt vời. Một siêu phẩm của Đỗ Văn Thuận. Ở cự ly hơn 30m, Văn Thuận tung ra một cú sút trái phá đưa bóng vào góc hẹp, đi sát chặt cột dọc. Và Phạm Văn Phong lần thứ hai trong trận đấu hôm nay đã phải vào lưới nhận bóng. Không lâu sau phải nhận bàn thua thì cuối cùng Thành phố Hồ Chí Minh lại tái lập lợi thế dẫn bàn. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà trong trận đấu hôm nay đều được ghi rất đẹp, rất căng. Bóng đi sát sát cột dọc và xuyên qua hàng rào của câu lạc bộ Sài Gòn. Văn Thuận thực sự là một người đội trưởng mẫu mực trong trận đấu ngày hôm nay. Quán xuyến rất tốt của vợ sân và bây giờ anh tiếp tục tỏa sáng với một pha sút phạt trái phá của mình. Chỉ khoảng hơn một phút sau khi phải nhận bàn thua thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Quá kịch tính, quá hấp dẫn, đó là màn đối đầu của Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn trên sân vận động Thống Nhất, trận derby lượt về ở mùa giải năm nay. Ở lượt đi thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Còn trong trận đấu ngày hôm nay đã có thẻ đỏ, đã có 3 bàn thắng được ghi. Và đó đều là những pha lập công hết sức đẹp mắt đến từ Lê Hoàng Thiên, đến từ Pedro Paulo và vừa rồi là Đỗ Văn Thuận. Bây giờ thì Phi Sơn sẽ được tung vào sân. Và Sơn Ngọc Đức là người rời sân. Những tràng pháo tay vang dội trên các khán đài sân vận động Thống Nhất dành cho Phi Sơn. Rất lâu Phi Sơn mới có thể trở lại thi đấu. Và bây giờ anh sẽ vào sân để thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, vị trí yêu thích của Phi Sơn. Hoàng Thiên, Phi Sơn rất thoáng về phía cánh phải. Rất nguy hiểm, bóng vừa rơi cột dọc. Sau những pha đảo chân của Phi Sơn, Văn Thuận, Hoàng Thiên
Phi Sơn. Akinade, bóng không thể đến được vị trí của Hoàng Tiền. Một pha cài bóng của Cavani. Trước đó thì Phi Sơn đã có những pha đảo chân quen thuộc mang thương hiệu đúng của cầu thủ này. Kể từ khi chuyển tới thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh thì lối chơi của Phi Sơn đã có những sự điều chỉnh nhất định, bớt đi những sự rườm rà, thay vào đó là tính hiệu quả đã được cải thiện. Phi Sơn vừa bị phạm lỗi. Đã xuất hiện những hạt mưa nhỏ trên sân vận động Thống Nhất. Thôi, 3-1. 3-1 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn đó là Akinade. Một pha chạy cắt mặt và bẻ lóng rất tốt của Akinade. Trước đó phải kể đến pha đưa bóng vào rất tốt của Ngô Tùng Quốc. Bàn thắng thứ tư của Akinade cho Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Cầu thủ quần áo số 14 3-1 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chọc khe trước đó là của Phi Sơn và Ngô Tùng Quốc có một đường căng ngang tuyệt vời. Trịnh Đức Lợi đã không thể theo kèm được Akinade. Một sự băng dướn rất tốt và sau đó là một tình huống bẻ lòng rất chính xác của Akinade. Lợi thế bây giờ đã được nới rộng lên thành hai bàn để có thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Phi Sơn, Akinade cắt mặt. Rồi, không có bàn thắng thứ hai dành cho Hoàng Tiên. Một pha phản công rất sắc nét của Thành phố Hồ Chí Minh. Đều là những đường chuyền một chạm. Phi Sơn trồng biên cho Akinade. Một đường chuyền cắt mặt ngay của cầu thủ mang áo số 24 hướng đến vị trí của Lê Hoàng Tiên. Nhưng trong một pha băng vào với tốc độ cao, sức dướn của Hoàng Tiên cũng là rất tốt rồi. Nhưng rất đáng tiếc bóng đã đi chệch cột dọc. Ngọc Duy, Cao Văn Triền phản công dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. 3-2. Phi Sơn vẫn đang là Phi Sơn. Sút xa, không vào. Có thể hiểu được quyết định vừa rồi của Phi Sơn khi đội nhà đang dẫn trước với tỷ số quá an toàn. Thì Phi Sơn rất muốn có bàn thắng cho riêng cá nhân mình. Pha dứt điểm rất căng của Phi Sơn đã đưa bóng đi sát sạt cột dọc. Phi Sơn, Ngô Tùng Quốc đường đưa bóng ngược trở lại Hoàng Tiên. Cười 4-1. Một pha dứt điểm hết sức nhịp nhàng. Nhưng chúng ta nên nhớ người khởi xướng pha bóng này lại là Phi Sơn. Một pha trồng biên hợp lý để cho Ngô Tùng Quốc đưa bóng ngược trở lại. Nhịp đưa bóng đầu tiên của Hoàng Thiên có vẻ như hơi mạnh. Tuy nhiên sau đó pha dứt điểm của tiền đạo mang số 19 là rất tuyệt vời. 4-1. Quá khó để cho Phạm Văn Phòng có thể đưa ra phản ứng trong tình huống dứt điểm của Hoàng Thiên. Một pha dứt điểm rất kỹ thuật, thể hiện được nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cơ bản rất tốt của Hoàng Thiên. Góc sút vừa rồi là sự lựa chọn gần như là duy nhất trước sự truy cản của Gustavo. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sài Gòn sẽ phải làm cách trước Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Đó cũng là một trận đấu khó khăn nữa dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Akinade đã bị phạm lỗi bởi Gustavo. Sẽ có một quả đá phạt dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi vào sân thì Phi Sơn đã tạo ra những cảm hứng trong lối chơi tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng thứ tư và bàn thắng thứ ba của Thành phố Hồ Chí Minh đều khởi xướng từ Phi Sơn với những đường truyền dành cho Ngô Tùng Quốc và hậu vệ mang áo số 2 bên phía đội chủ nhà. Với một đường căng ngang và một đường đưa bóng ngược trở lại đã tạo điều kiện để cho Akinade và Hoàng Thiên ghi bàn.
BKM Bình Dương đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2 đều trong cuộc tiếp đón trong chuyến làm khách trước Viettel. Người ghi bàn lại là Tiến Linh. Giovane không vào. Thanh Thắng đã chơi rất hay trong pha bóng vừa rồi. Và đó cũng là tình huống cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng tới 4-1 trước các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn. Những bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Akinade, Đỗ Văn Thuận và một cú đúp của Lê Hoàng Thiên.